Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Đông y Hồng Đức. Chương trình hôm nay tôi sẽ nói về bệnh viêm phế quản, các phân thể trị liệu theo y học cổ truyền và bài thuốc. Nguyên nhân viêm phế quản, một là do virus chiếm từ 50 đến 90% các nguyên nhân gây bệnh viêm phế quản. Các virus thường gặp nhất trong bệnh viêm phế quản là virus cúm gia cầm H5N1, virus đại thực bào đường hô hấp và một số chủng herpes virus vân vân. Hai, vi khuẩn cũng là một nguyên nhân gây bệnh viêm phế quản. Tuy nhiên, viêm phế quản do vi khuẩn gây nên thường ít gặp hơn so với viêm phế quản do virus gây ra. Thứ ba, viêm phế quản do hít phải khí độc như khí SO2, khí clo, khí amoniac, dung môi công nghiệp vân vân. 3. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh viêm phế quản như một là hút thuốc lá hoặc thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc có nguy cơ cao mắc bệnh viêm phế quản. Thứ hai, những người có hệ thống miễn dịch suy yếu. Thứ ba, người già và trẻ sơ sinh. Thứ tư, người hay bị trào ngược dạ dày thực quản. Thứ năm, những người tiếp xúc với những chất kích thích tại nơi làm việc, chẳng hạn như khói, hóa chất từ amoniac, axit mạnh, clo, hydrit, hydrogen, sulfuric, sulfur dioxide hoặc brom. Thứ tư, triệu chứng bệnh viêm phế quản. Một số biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân viêm phế quản đó là một ho thường xuyên kèm theo đờm, ho kéo dài dai dẳng, thường ho vào buổi sáng sớm khi mới ngủ dậy. Thứ hai là sản xuất chất nhầy rõ ràng, đó là đờm màu trắng, màu vàng, màu xám hoặc màu xanh lá cây, khó thở, thở khò khè, mệt mỏi, sốt và ớn lạnh, đau ngực hoặc khó chịu, mũi bị nghẹt, chảy nước mũi. Trên đây là một số triệu chứng của bệnh viêm phế quản. Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài, không khỏi, ho có đờm, kèm theo khó thở, khó ngủ, cũng không nên vội kết luận là viêm phế quản, mà cần đến cơ sở y tế uy tín khám và xác định rõ bệnh, khám và điều trị viêm phế quản kịp thời sẽ tránh để lại sẹo trong ống phế quản, dễ dẫn tới viêm phế quản mãn tính. Đông y chia bệnh viêm phế quản thành hai loại là cấp tính và mãn tính, và trong đó có rất nhiều thể bệnh. Người bệnh muốn điều trị đông y thì cần phải đi khám chuyên môn y học cổ truyền để xác định thể bệnh của mình và dùng bài thuốc phù hợp, không tự ý dùng thuốc. Trong loại viêm phế quản cấp tính thì có các thể như sau. Một, thể phong hàn, triệu chứng ho ra đờm, loãng trắng dễ khạc, có thể kèm các chứng sốt, sợ lạnh, nhức đầu, chảy nước mũi, ngứa cổ, khản tiếng, ê mỏi xương khớp, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù hoặc không đổi. Pháp điều trị: sơ phong, tán hàn, tuyên phế. Bài thuốc sử dụng: hạnh tô tán gồm có chỉ giác 6, bạch linh 12, hạnh nhân 12, bán hạ 8, cắt cánh 6, trần bì 6, ma hoàng 4, tiền hồ 10, sinh khương 4, kinh giới 10, xương sông 12, cam thảo 6, tô diệp 10, tử uyển 12. Nếu sốt cao, sợ lạnh, ra xài hồ, cắt căn hoàng cầm để giải cơ thanh nhiệt, xuyên khung, thông lạc, trị đau đầu. Nếu kiêm thấp ngực đầy, rêu cáu, mạch nhu, da xương chuột, hậu phát. Thứ hai, thể phong nhiệt, triệu chứng ho khạc, đờm vàng trắng, dính họng, khô họng, đau sốt, nhức đầu, sợ gió, rêu vàng, có mồ hôi, mạch phù sát. Các điều trị: sơ phong, thanh nhiệt,
tiên phế. Bài thuốc sử dụng tang cúc ẩm da giảm gồm tang diệp 12, cúc hoa 12, tiền hồ 12, hạnh nhân 12, cắt cánh 8, tang bạch bì 12, sa sâm 12, bạc hà 6, ngưu vàng 12, xạ can 4, xuyên bối mẫu 4, liên kiều 12, cam thảo 6, bách bộ 12. Nếu đờm nhiều vàng dính, thêm sốt cao, bỏ tang diệp, cúc hoa, bạc hà, ngưu vàng, thêm hoàng cầm 12, ngư tinh thảo 20-40. Thứ ba, thể táo khí, triệu chứng ho khan, nhiều, ngứa họng, miệng khô, mũi khô, họng khô, nhức đầu, mạch phù sát, bệnh thường gặp vào mùa thu. Cách điều trị thanh phế, nhuận táo, chỉ khái gồm các vị tang diệp 12, hạnh nhân 8, thạch cao 12, đàng sâm 16, mạch ngôn 12, tỳ bà diệp 12, sinh khương 4, cam thảo 12, a giao 8, thiên môn 12, hoài sơn 15, ma nhân 8. Nếu có đờm, có khạc, ra bối mẫu qua lâu để nhuận phế hóa đàm. Loại thứ hai là mạn tính, có các thể tiếp theo là thứ tư, thể đàm thấp, triệu chứng ho hay tái phát, trời lạnh ho tăng, đờm dễ khạc, sắc trắng loãng hoặc thành cục dính, buổi sáng ho nhiều, ngực đầy tức, rêu lưỡi trắng dính, mạch nhu hoãn. Phép trị là kiện tỳ táo thấp, hóa đàm, chỉ khái. Bài thuốc viêm phế quản đàm thấp gồm có bán hạ 8, bạch linh 12, cam thảo 12, hạnh nhân 10, xương chuột 10, đẳng sâm 12, quế chi 12, bạch chuột 12, tử huyệt 12, bạch tiền 10, hậu phác 8, cắt cánh 8, bạch dưới tử 12, quản đông hoa 12, bách bộ 12. Khi đã có đờm nên bỏ hậu phác thương chuột. Nếu đau xiên da lưng, thêm chỉ sắc cắt cánh để tăng cường lý khí. Nếu mặt trắng bệch, ho đờm trắng, bọt trắng hay nôn là phế vị hư, hàn, da can khương. Nếu khí hư không đủ luyện tuyên phế, gây lúc ho lúc không, mặt vàng bệch, ít thần, mạch hư, vi dùng bổ chung. Nếu kiêm cả âm hư, dùng bài kim thủy lục quân. Thứ năm, thể âm hư, nguyên nhân do phế âm hư, suy phế mất sự nhu nhuận lên hư nhiệt từ trong sinh ra, phế khí nghịch lên, gây triệu chứng ho khan, ít đờm hoặc trong đờm có lẫn máu, miệng khô, họng khô, ngũ tâm phiền nhiệt, sốt âm ỉ về chiều, đạo hãn, gò má đỏ, lưỡi đỏ, ít rêu, mạch tế sát, thường ngập trong lao, viêm phế quản mãn, giãn phế quản, vân vân. Phép điều trị dưỡng âm thanh phế dùng bài sa sâm mạch đông thang gồm có sa sâm 12-20, ngọc trúc 8-12, cam thảo 4, tang diệp 8-12, bạch biển đậu 8-12, thiên hoa phấn 8-12. Nếu ho ra máu, da bạch cập, ngẫu tiết, tam thất. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là phần trình bày về bệnh viêm phế quản cấp và mãn tính theo học cổ truyền, các phân thể trị liệu và bài thuốc. Các bạn hãy like và sub ủng hộ bạn nhé. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Đông y Hồng Đức xin kính chào.